Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Cộng đồng Xe Việt, nơi cập nhật giá bán, tin tức mới nhất về thị trường xe. Nếu đây là lần đầu ghé kênh thì anh em nhớ bấm đăng ký để theo dõi được những video mới nhất nhé. Thì như trên màn hình anh em thấy, đây là mẫu xe tải 6 tấn rưỡi, có kích thước chiều dài lọt lòng thùng 5m25, và đó chính là mẫu xe tải Jack N650E5. Anh em nào đang quan tâm về dòng xe tải 6 tấn rưỡi với kích thước thùng 5m25 thì chúng ta sẽ cùng theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Thì trước khi đi vào cập nhật chi tiết giá bán và chương trình khuyến mãi ở cuối video, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin cơ bản về xe cho anh em nào chưa biết sẽ được tham khảo thêm nha. Hiện tại thì nhà máy Jack đang có hai dòng xe tải 6 tấn rưỡi cho anh em lựa chọn. Đó chính là dòng xe hôm nay chúng ta tìm hiểu là Jack N650E5 và một dòng khác nữa là Jack N650 Plus. Thì nó khác nhau chủ yếu về kích thước thùng này, động cơ. Con Jack N650 Plus thì sẽ có kích thước thùng lên đến 6m3 nha anh em. Nên anh em nào mà đang cần tải 6 tấn 5 nhưng mà thùng dài thì chúng ta có thể vào kênh để xem con xe Jack N650 Plus nha. Rồi, quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhìn vào mẫu cabin này. Nếu anh em nào đã theo dõi kênh hoặc là đã từng nhìn thấy con xe Jack chạy ngoài đường rồi thì anh em sẽ biết ha. Tất cả các mẫu xe Jack hiện nay đều được thiết kế theo một mẫu cabin này nha anh em. Đó là cái cabin vuông với cái logo Jack ở chính giữa này. Hai thanh chrome nối hai cụm đèn. Thì đèn của xe được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật to bản, kết hợp đèn báo rẽ và đèn pha cốt với bóng đèn halogen cho ánh sáng vàng nha anh em. Còn bên dưới cản thì cũng được trang bị là bóng đèn sương mù. Nói chung với kiểu thiết kế này thì theo quan điểm cá nhân của em thì nhìn cái xe nó cứng cáp hơn so với cái loại cabin tròn nha anh em. Và một lợi thế nữa đó chính là tăng được không gian cabin, giúp cabin xe được rộng rãi hơn. Thì cập nhật qua một số cái thông số cơ bản của xe, chúng ta có kích thước tổng thể xe Jack N650E5 có chiều dài tổng thể là 7m2, rộng 2m26 và cao 3m14. Khoảng sáng gầm xe đạt 220mm, chiều dài cơ sở là 3m855 và tải trọng chính xác của xe là 6,8 tấn với phiên bản thùng bạc và 6,6 tấn với phiên bản thùng kín nha anh em. Với cái tải trọng trên thì anh em sẽ được cộng 10% dung size nữa nha. Tức là anh em chở khoảng 7,3 tấn thì vẫn ok nha anh em. Còn về nội thất xe thì xe được trang bị 3 ghế ngồi. Ghế thì được bọc nỉ êm ái nè. Anh em nào mà không thích nỉ thì bên em sẽ hỗ trợ bọc lại ghế da cho anh em nha. Còn về các option tiện nghi thì Jack N650E5 được trang bị kính chỉnh điện hai bên này, vô lăng thiết kế 4 chấu có trợ lực bằng dầu, có thể điều chỉnh 4 hướng để phù hợp với tư thế của các bác tài, có tích hợp các nút điều hướng và tăng giảm âm lượng trên vô lăng nha anh em. Còn về bảng điều khiển trung tâm, anh em có thể quan sát chúng ta sẽ có điều hòa này, được trang bị hai chiều nóng lạnh, có đài radio, có cổng AUX và cổng USB. Đó, thì chúng ta có thể kết nối điện thoại để nghe nhạc luôn nha anh em. Đây đều là các cái option cơ bản trên hầu hết các xe tải hiện nay nha. Thì tổng thể không gian nội thất chúng ta có thể đánh giá lại đó là khá là rộng rãi, có đầy đủ các cái option cơ bản. Nhưng có một điểm đáng tiếc đó là xe không được trang bị ga tự động như cái dòng Jack N650 Plus nha anh em. Còn về động cơ thì Jack N650E5 được sử dụng động cơ là động cơ DEV 4 xi lanh, có dung tích máy 2.97 lít. Động cơ này thì cũng được sử dụng turbo tăng áp nha và có công suất cực đại đạt 140 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe cũng sẽ đạt 400 Nm ở vòng tua máy từ 1.500 đến 2.700 vòng trên phút. Thì nói thêm một chút thông tin cho anh em về dòng động cơ này. Thì DEV là dòng động cơ được sản xuất ở Trung Quốc nha, nhưng mà trên dây chuyền nhà máy của Đức nha anh em. Hệ thống điều khiển động cơ thì vẫn sử dụng của hãng Bosch, một hãng sản xuất ECU nổi tiếng của Đức nha anh em. Và cái động cơ này thì nhà máy Jack vẫn bảo hành cho anh em mình là 5 năm hoặc là 150.000 km, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Và một cái điều nữa thì
thì động cơ này cũng đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 nên nó sẽ sử dụng bình ure nha anh em. Về hệ thống truyền động thì Zac N650E5 trang bị hộp số với 6 cấp số tiến và 1 cấp số lùi. Rõ ràng với thông số trên thì Zac N650E5 có một cái máy khá là nhỏ ha, so với cái mức tải 7 tấn. Điều này dẫn đến vận tốc lớn nhất của xe chỉ đạt 88 km/h khi mà chở full tải nha anh em. Đổi lại thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe sẽ cũng thấp hơn, chỉ từ 13 lít trên 100 km thôi ha. Vì vậy nên cái dòng xe này sẽ phù hợp cho anh em nào chở đúng tải này hoặc dưới tải này. Chúng ta hay đi những cái cung đường bằng phẳng thì sẽ ok nhất nha anh em. Thì xe này thì sẽ rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em luôn. Còn về thùng xe thì anh em có thể quan sát trên màn hình là phiên bản thùng mui bạt. Ngoài thùng mui bạt thì xe còn có các phiên bản thùng kín hoặc là thùng lửng nha anh em. Thì anh em nào đang cần xem hai cái phiên bản thùng trên có thể gọi hoặc nhắn tin Zalo vào số điện thoại hotline em để trên phía góc trái màn hình, thì em sẽ gửi hình một cách chi tiết hơn cho anh em xem nha. Còn đối với phiên bản thùng bạt thì xe sẽ được đóng theo quy cách một bên sẽ mở hai bửng hông và một bửng sau. Vỉ phía trên thì sẽ được hàn cố định lại như trên video anh em quan sát nha. Còn anh em nào muốn mở vỉ sống thì bên em vẫn hỗ trợ mở được cho anh em nha. Về chất liệu đóng thùng, như anh em quan sát trên màn hình, đây là phiên bản thùng inox. Với phiên bản này thì chất liệu đóng thùng phần lớn sẽ là inox nha anh em. Chỉ có phần trụ thùng này, sàn thùng này, đà dọc, đà ngang thì vẫn giữ nguyên là phần sắt. Còn phần con tôm, bản lề, lườn và bực thì đều được làm bằng inox 430 ha. Cản hông và cản sau của xe thì cũng được thay bằng cản inox cho anh em luôn. Còn hai phiên bản thùng nữa anh em có thể tham khảo, đó chính là thùng nhà máy và thùng bửng nhôm ha. Thì đối với thùng bửng nhôm thì nó tương đối là giống với thùng inox, chỉ có cái phần bửng là sẽ thay bằng nhôm như trên màn hình anh em xem nha. Thì đây cũng là cái phiên bản thùng có giá bán cao nhất và anh em phải đặt đóng vài tuần thì mới có xe giao cho anh em nha. Còn cuối cùng là phiên bản thùng rẻ nhất, đó chính là thùng nhà máy. Với cái phiên bản này thì anh em sẽ có một cái thùng cơ bản và chất liệu thùng thì đa số sẽ làm bằng sắt. Còn bửng thì chúng ta sẽ được bọc tôn kẽm một lớp và được dập logo Zac như anh em thấy trên màn hình nha. Với cái thùng này thì sẽ phù hợp cho anh em về để anh em tự nâng cấp theo ý thích. Và phiên bản thùng này thì luôn có sẵn xe giao ngay cho anh em. Còn anh em nào mà muốn một cái thùng đặc biệt hơn nữa này, muốn đóng thùng theo ý thích của bản thân thì anh em cứ yên tâm liên hệ với em. Thì bên em có hẳn một cái xưởng thùng để hỗ trợ cho anh em luôn nha. Nên cái phần đóng thùng thì anh em yên tâm ha. Còn về kích thước lọt lòng thùng thì chúng ta sẽ có chiều dài lọt lòng 5m25, chiều rộng 2m27 và chiều cao là 2m nha. Ngoài ra thì xe này như em nói từ đầu thì nó cũng có phiếu thùng lửng ha. Phiếu thùng lửng thì nó chuẩn bị ra phiếu thôi, nên anh em có nhu cầu thùng lửng thì cũng có thể liên hệ ngay cho em ha. Về khung gầm xe thì Zac N650E5 vẫn được trang bị dòng chassis thẳng nguyên khối. Và đây có thể coi là niềm tự hào của nhà máy Zac. Bởi vì cái chassis này được làm bằng phương pháp dập nguội nên nó sẽ bền hơn các cái loại chassis được làm bằng phương pháp cán nóng nha anh em. Ngoài ra các chi tiết khác của khung gầm cũng khá là cơ bản, đó là treo sau là treo nhíp với hai tầng nhíp kết hợp giảm chấn thủy lực. Lốp thì sử dụng là thương hiệu Karumina với thông số lốp 8.25R16. Phanh sẽ là phanh tăng trống khí nén và kết hợp với hệ thống phanh động cơ hỗ trợ độ đèo nha anh em. Còn về phần giá bán thì ngày hôm nay em cập nhật cho anh em là đến ngày 25 tháng 3. Đó. Thì xe Zac N650E5 sẽ có mức giá bán như sau. Đối với phiên bản thùng bạt, giá sẽ là 531 triệu. Và đối với phiên bản thùng kín, giá sẽ là 537 triệu. Lưu ý với anh em, cái giá này thì em đã trừ các cái khuyến mãi của nhà máy cho anh em rồi nha. Và ngoài ra, anh em trên kênh khi liên hệ vào hotline thì sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi khác từ đại lý nha và cá nhân.
nên anh em đang có ý định chốt xe thì hãy liên hệ ngay với hotline anh em. Thì anh em nào mà ngại gọi điện thì cũng có thể nhắn tin qua Zalo ha, để được tư vấn kỹ hơn. Còn đối với anh em nào mà mình mua trả góp á, thì số tiền tối thiểu anh em cần chuẩn bị là khoảng 150 triệu cộng với khoảng 10 triệu tiền bảo hiểm thân vỏ xe nữa là 160 triệu nha anh em. Thì cái phần bảo hiểm thân vỏ là cái ngân hàng nào cũng sẽ bắt buộc anh em mua khi chúng ta mua xe trả góp ha, phòng trường hợp rủi ro trong khi vận hành xe trên đường đó anh em. Còn về thời gian vay thì hiện tại đối với dòng xe này, ngân hàng đang cho chúng ta vay tối đa là 7 năm. Nên số tiền gốc chia đều hàng tháng sẽ là 4 triệu năm ha. Còn số tiền lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Tháng đầu tiên thì anh em sẽ phải đóng tiền lãi khoảng là 2 triệu 8. Thì càng về sau tiền lãi sẽ càng ít đi nha anh em. Anh em nào mà cần cái bảng tính trả góp chi tiết thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em nha. Em sẽ gửi bảng chi tiết hơn cho anh em tham khảo. Còn về thủ tục vay ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em một cách đơn giản, nhanh chóng và không cần chứng minh thu nhập. Chỉ một điều kiện duy nhất thôi, đó chính là anh em không nợ xấu nha. Rồi thì anh em cứ cân đối tài chính ha. Mọi thắc mắc anh em có thể để lại ở phần bình luận để được tư vấn nhanh nhất. Thì anh em hãy gọi ngay vào số hotline ở trên góc trái màn hình. Thì nếu anh em nào ngại thì có thể nhắn tin qua Zalo ha. Rồi thì anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật giá xe một cách nhanh nhất nha anh em. YouTube thì nó sẽ ưu tiên các video có nhiều like. Vì vậy anh em có thể ủng hộ thằng em bằng một nút like và chia sẻ kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo ha.